chương trình Quê Nhà, Quê Người xoay quanh những câu chuyện đời thường với nhà văn Huy Phương do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả người Việt TV. À, thưa chú Huy Phương, trong cái quyển tạp ghi nước Mỹ lạnh lùng của chú, thì Ngọc Lan có được đọc một bài có nhan đề là Một đồng hy vọng. Thì thật ra thoạt nghe cái chữ mà một đồng hy vọng á, cứ nghĩ nó là một cái, cái cánh đồng hy vọng. Nhưng mà thật ra nó không phải. Thì... À, chú Huy Phương nghĩ là trong này nhắc đến cái chuyện mà hy vọng thì chú nghĩ là con người ta sống hy vọng và phải thực hiện cái hy vọng nó như thế nào qua cái chuyện mà một đồng hy vọng à, trước khi chúng ta vào câu chuyện thì mời quý vị và ngọc lan á, nghe, cái đoàn nhạc này tôi đến nhà sang sau bao lòng thang ta bị kiệt trong giấc mộng vàng triệu đến nơi năm đồng lấy xe nhà giàu sang mấy ồn số quốc gia như là nhất của người Việt Nam nếu ngọc lan xin ngàn sang sau ngàn năm bảy năm ngọc lan sẽ không biết bài này thì chúng tôi có viết bài một bài một đồng hy vọng nhưng mà theo lời của ông Trần Phước Trạch thì thời đó phải 10 đồng và nếu bây giờ quý vị muốn chơi power số số thì phải hai đồng thì như vậy cái hy vọng chúng ta có thể mua một đồng 10 đồng hoặc là hai đồng tùy theo địa điểm và tùy theo thời gian thì kính thưa quý vị thế này, chúng tôi một đồng hy vọng là nếu cuộc đời mà chúng ta không hy vọng thì nhiều người nói không có hy vọng. Dù một ngày, một năm, một tháng thì thà chết sướng hơn. Cho nên nếu một đời, à, chúng ta bỏ ra một đồng mà mua được cái hy vọng để có một cái gì đó để mơ ước trong một ngày, hai ngày thì tôi nghĩ cái điều đó cũng nên làm. Như vậy thì chiều nay đó là có vé số à, với cái Mega Million là 23 triệu. Như vậy thì Chú Huy Phương có mua vé số không? À, tính thưa quý vị, không những hôm nay mà tất cả mọi tuần tôi đều mua vé số. Tại vì thế này trong đời chúng ta, chúng ta có những cái ao ước, có những cái điều mà chúng ta muốn làm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta vì cái vấn đề khó khăn, cái khó bó, cái khô. Thì đồng tiền nó cũng là giúp chúng ta để thực hiện những cái hoài bạo chúng ta bằng cách này hoặc bằng cách khác. Thì như vậy á, thì mua vé số không phải là xấu trừ trường hợp chúng ta mại mê và coi cái chuyện vé số thành một cái cờ bạc ví dụ vé số cào cách đây tôi có viết một cái bài phong sự là nhiều người đã tan cả cửa nát nhà vì vé số cào tại vì những ngày mà họ không ra tiền mà mua cái vé số mà đứng mà lấy cái đồng xu mà cào cào thì cái ngày đó là ăn không ngon ngủ không ngon mà quý vị biết nhiều khi một cái người bạn tâm sự với tôi là bà thì ở nhà nhiều khi đi chờ và kiếm hàng xe để mua bó rau cũng bớt mấy chục sen thì trong khi ông một ngày ông 10 đồng thôi Ông mua vé số cào Thì ông mãi mê ông cào như vậy Một ngày 10 đồng Thì có khi hỏi ông Thì ông cứ khi là trúng 300, 200 Nhưng mà sợ tình cái số tiền ông bỏ ra Từ bao nhiêu năm nay là không cơ mang nào mà kệ Cho nên vé số lại có những vé số phải lời Số tiền đó để cho giáo dục, cho y tế Nhưng mà quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng Mình sẽ là người trúng số Tại vì cái trong đầu óc chúng ta Thường thường chúng ta lạc quan hơn là bi quan nếu như mà không có cái hy vọng mình sẽ trở thành người trúng số thì đâu có ai mua vé số à? Thì chính vì vậy tôi đã nói lại là con người ta ừ. vốn lạc quan hơn bi quan. Yeah. Có thể là chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp ông cảnh sát, ông nhá đèn phía sau lưng chúng ta là coi như mất năm sáu bạc. Hay là trên nước Mỹ này một ngày xảy ra bao nhiêu mấy chục ngàn cái tai nạn mà phải trên nước Mỹ này phải là một tuần lệ mà trong mười mấy triệu người mới có một người trúng số mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ trúng số trong mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ bị ông cảnh sát theo sau đi xe chúng ta hoặc là chúng ta sẽ gặp một cái tai nạn nào đó không, nếu phải lựa chọn giữa hai suy nghĩ Ngọc Lan vẫn nghĩ là Ngọc Lan sẽ trúng số chứ không nghĩ cái kia như vậy thì nếu như bây giờ chú Huy Phương chiều nay chú Huy Phương trúng số trúng giải độc đắc của Mega Million 23 triệu thì chú sẽ làm gì cái câu hỏi này nó nghe quen quen nhưng mà cũng nhiều người trả lời bằng cách đại cái khác nhiều người thì nói rằng tôi xây chùa tôi cúng nhà thờ hoặc là tôi về nhà để giúp đỡ cha mẹ xây nhà thờ họ uh, chẳng hạn nhưng mà thực tế trong mỗi người đều có một cái thầm kín ví dụ tôi trúng số thì tôi nghĩ tôi sẽ mở một cái đài tivi uh, mở một cái đài phát thanh để có thể chuyên chở những cái gì mà lâu nay mình nghĩ mà mình làm được mình nói mà không ai nghe thì đó là tùy mọi người có thể ngọc lan ngọc lan thích uh, phát thì có thể là có thể mở một cái tiệm bán đồ mỹ phẩm chẳng hạn như thế tùy từng người nhưng mà theo tôi thì nếu quý vị trúng số quý vị nên mời một nhà tư vấn về tài chánh để có thể tiêu số tiền quý vị một cách hợp pháp họ sẽ chia ra bao nhiêu phần trăm cho giải trí bao nhiêu phần trăm cho du lịch và bao nhiêu phần trăm cho đầu tư thì như vậy chúng ta tránh cái cạnh rằng có người trúng số nhưng mà chỉ 3 năm sau thôi trở thành homeless hay đi xin qua trở lại và có người trúng số hôm nay nhưng mà ngày mai ra nằm đường rồi tại sao vậy là tại vì mới chung nói, số hôm nói, trước không sao chưa nói ngày mai ra nằm đường thì nó cũng hơi quá đáng nhưng yeah. mà cái ngày mai là trong tương lai ừ. thì như vậy là họ không biết sử dụng cái đồng tiền nó một cách hợp lý tại chúng ta chưa có thói quen sử dụng đồng tiền như các nhà kinh doanh chúng ta chỉ là những tay mơ mà có một số tiền quá lớn cả cuộc đời mơ ước chúng ta không có được cho nên chúng ta thường thường sử dụng cái số tiền đó không hợp lý thì chỉ cách mà duy trì để một người trúng số mà có thể hưởng tròn hạnh phúc suốt đời thì phải nhờ các nhà tư vấn về tài chính Như đúng vậy sao? thì, dạ, uh, yeah, uh, đương nhiên nếu mà Ngọc Lan uh, chiều nay mà trúng số độc đắc thì cũng phải mời một uh, nhà tư vấn tài chánh thôi. Rồi coi có nên là mở một cái đài TV để thực hiện riêng cái chương trình quê nhà quê người không thôi. Bây giờ Ngọc Lan có một câu hỏi tiếp với chú Huy Phương. Đó là, uh, người ta vẫn cái cái con người ta đi làm việc hàng ngày trong suốt cuộc đời là cũng là mục đích là kiếm tiền để để mà trang trải hết cái cuộc sống xung quanh mình thì bây giờ bỗng dưng một sáng mình thức dậy và mình biết mình trúng số mình có một cái số tiền rất là lớn thì cái con người đó nó có chú huy phương có nghĩ là họ vẫn bình thường không à, tùy người ví dụ cái bà vừa rồi ở, hình như ở Orange county này mà trúng hai mấy triệu cái bà ra bà la bà chạy bà la tôi trúng số trúng số nhưng mà cũng có những người tôi nêm được hợp có một người tôi có một ông chú họ ừ. kêu trúng số mà ông cho vợ ông biết. Tại lẽ những trúng số hồi đó Việt Nam thì không nhiều. Ừ. Thì bà vợ sau này kể lại cứ ban đêm là ông thấy ông ông dậy khuya ông dậy ông bóp đèn pin ông xem cái gì ở trên cái học tủ ông. Ừ. Thì sau này ông mới trúng số đi lạnh về rồi ông mới nói với vợ ông. Có nhiều người kín đáo như vậy, có người thì la lên ô tôi trúng số trúng số. Thành ra tôi không biết thái độ ngọc lan như thế nào. Chắc cũng la luôn hả chú? mừng la. quá nếu mà chúng 23 triệu là chắc la cũng bị người đó. ta biết làm sao thì phải cho người ta biết mình chúng số bây giờ cái chuyện cho biết không cho biết như thế này ừ. có một người đàn bà mỹ da đen là bà patricia fryerson 55 tuổi trúng lô tô 91 triệu tối thứ bảy 8 tháng 8 2003 thì sau đó có nhiều người đàn ông không hề quen biết về bà hết đó đến xin cưới bà đó ừ. và trong hai ngày bà tiết lộ với báo chí là Hai ngày bà có nhận 150 cú phone gọi tới bà đó của các nhà thờ, của các tổ chức xã hội để xin tiền bà. Cho nên bà thấy là bà thấy là trúng số là một cái tai nạn. Cho nên quý vị nếu ngày mai quý vị gọi tôi mà thấy disconnect hoặc là tới tìm nhà tôi mà không thấy thì có lẽ tôi trúng số tôi dọn đi chỗ khác. Tại vì khi người trúng số, khi giàu có mình tự nhiên giàu có nó phiền lắm. Phiền Bây giờ hồi đó phải thuê bảo vệ chứ không thôi là nó bắt cóc con mình sao nó đòi tiền chuộc ví dụ mình trúng ba chục triệu đòi tiền chuộc 3 triệu sao hay là đứa cháu mình đi học rồi có người chặn đường bắt cóc là đòi ông ngoại phải trả 5 triệu chẳng hạn khi đó khi đó có lẽ mình phải bỏ 5 triệu thành hồi đó phiền phức phải dọn nhà đi xa nhà vào phải có cộng security phải có nuôi người bảo vệ tôi nghĩ như sao giàu không phải là sung sướng đâu cho nên thứ nghe à, thì cái đó tùy tùy ngọc lan nhưng lại những ai cũng muốn giàu nhưng mà giàu thì phải coi chừng tại vì giàu rồi đó thì bạn bè xa lánh và mình cũng xa lánh bạn bè tôi đưa quý vị một ví dụ thế này bây giờ tôi bình thường tôn trúng số đi ra ngoài đường nào. bình thường dù gặp ông bạn ông nói ô lâu, lâu ngày gặp phương khỏe không thì mình qua trường thường bây giờ tôi trúng số rồi báo chí đăng lên tùm lum rồi tv phỏng vấn rồi gặp ông này ông nói ô phương lúc này sao khỏe không mình nghĩ trong bụng này ông này ông biết mình trúng số thừa sức có khỏe không chăng là có ý gì đây hay là đối với cái người khác mà nhìn lịch lạc về người trúng số cũng có. Ừ. Ví dụ cái này khi tôi trúng số rồi thì tôi có những cái bạn bình thường họ họ nhìn tôi cũng bình thường thôi. Ừ. Hôm nay tôi trúng số mà sơ ý ra cái đường mà quên chào họ chẳng hạn, ừ. loay hoay cái gì đó. Là thằng cha này làm phát mới trúng số mấy chục triệu bây giờ gặp bạn bè hồi xưa cực khổ với nhau bây giờ nó lơ đi. Hay là thằng này ở trong tù thì chôm chịa cải thiện linh tinh bây giờ trúng số thì coi như bước vào cái hàng nghĩa là hai society Bây giờ gặp bạn bè là không thèm ngó nữa. Cho nên cái cái giàu nó cũng khổ lắm Ngọc Lan chứ đúng không phải giàu. Phải nữa. Đời à, thế đúng rồi. Ừ. Thế nhưng mà cái 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 giàu, cái trúng số nó cũng gây nhiều cái phiền lụy cho cái người trúng số lắm chứ không phải không đâu. Nói thế thì nói thế có nhiều khi tôi bỏ ý định là hy vọng chiều nay là trúng số. Nhưng mà mua vé số rồi là phí vọng. Nhiều khi mà thật tình á, Ngọc Lan thấy nhiều khi mua vé số để cả sắp trúng túi mà không có giò. Là ừ. thật tình là mình cũng không có có nghĩ là sẽ trúng số thì bay ra trúng thì tốt không thôi chứ nếu mà trúng số cứ canh cánh cứ, cứ chăm chăm mà chiều nay chờ sổ đó thì cái người đó mình hy vọng nhiều hơn là chúng tôi như vậy tức là nó cũng có nhiều cái suy nghĩ quanh cái chuyện mà một đồng hy vọng đúng không ạ cũng bỏ tiền ra mua vé số nhưng mà lại băn khoăn là khi mà mình lỡ mình trúng độc đắc thì mình sẽ như thế nào thì như vậy thì giờ giữa một cái cuộc sống bình thường hàng ngày nè à, chú Ý phương vẫn uh, mỗi ngày tới đài tới người việt tv để thâu chương trình với lại một thoáng ngày mai trúng 23 triệu để làm một con người triệu phú thì chú nghĩ là chú chú chọn cái cuộc sống nào thưa quý vị người việt tv có nhiều người trúng số rồi đó năm bảy năm sau họ trở thành trắng tay hay là nhân tình thế thái gia đình đổ vợ thì họ cầu mong cho tôi sống lại được một ngày như ngày xưa tôi đi làm hạng sượng ngày hai bữa lái xe về có vợ con gia đình đập mắm thì cho nên cái trúng số cũng do cái suy nghĩ và cái hoạch định của mình để làm sao cho cuộc đời mình nó tươi đẹp hơn trong cuộc đời không phải là để cho cuộc đời mình đang tối hơn mà phần đông đó khi trúng số đó chúng ta không có khách. như chúng tôi đã nói chuyện vừa rồi phải có kế hoạch để tiêu pha những đồng tiền đó và sau một thời gian trúng số thì nhiều người đã trở thành trắng tay và sau thời gian trúng số thì nhiều gia đình đã đổ vỡ mà họ chỉ mong muốn là nhiều trúng số thì nói thật với quý vị là thế này chúng ta thường thường chúng ta mơ ước chúng ta hy vọng những cái gì mà chúng ta chưa có ví dụ tôi chưa có một cái nhà tôi hy vọng sẽ mua được cái nhà đẹp hay cái xe hơi tôi nó cọc cà cọc gạch tôi muốn mua xe mới nhưng mà thường thường con người ta con người ta không nghĩ rằng con người ta không cầu nguyện không hy vọng để, để, đừng để mất cái gì mình đang có ví dụ tôi đang có một mái nhà có vợ có con gia đình em ấm có nhà đứa cháu dễ thương thì có bao giờ mình cầu nguyện là cho đừng mất cái đó không mà mình cầu nguyện những cái không có trong tay mình cho nên cái cái tri túc là cái ở đời là cái quan trọng nhất và tri túc là biết là đủ yeah. cho nên mình chỉ cầu xin và tôi cũng mong quý vị là cầu xin những cái gì đừng mất cái gì mình đang có ví dụ như chúng ta có công việc làm chúng ta không muốn mất chúng ta có mấy ông gia đình hạnh phúc chúng ta không có mất cái đó cũng có thể xảy ra thôi thì bao nhiêu ở miền này có bao nhiêu gia đình đi gì có bao nhiêu gia đình mà con không nhìn mặt cha hay là anh em không nhìn mặt nhau thì những cái đó cái đáng quý như vậy cái đời sống tinh thần như vậy mình này không có cầu nguyện để mình dự bại mà mình cầu nguyện những cái mơ hồ nhưng mà nói chung lại sổ số, số là kiến thức quốc gia tại vì tất cả cái số lời sổ số, số thì vào vào y tế và giáo dục và về cho tất cả dù cảnh sát giao thông hoặc là cho các cơ quan từ thiện chẳng hạn thì như vậy chúng ta phải mua vé số mua vé số để mà kiến thiết quốc gia mua vé số để yêu nước yêu nhà yeah. và nuôi mua vé số để hy vọng yeah. à, kính thưa quý khán giả người Việt TV à, quý vị vừa nghe chương trình quê nhà quê người à, với đề tài là một đồng hy vọng với nhà văn Huy Phương À, cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị khán giả Người Việt TV. có đầy đủ các loại dầu thơm và mỹ phẩm tránh gốc danh tiếng nhất trên thế giới có giá sale rẻ đến bất ngờ có những dầu thơm ngây ngất lòng người có những sòn phấn say đắm tháng năm có những kem thoa mặt được làm bằng dược thảo thiên nhiên giúp cho làn da mịn màng trắng trẻo săn chắc không có tác dụng phụ tạo nên vẻ đẹp rạng người sang trọng quý phái có những nhan sắc rạng rỡ là nhờ Drummond Perfume and Cosmetics ở tầng trệt giữa thương xá Phúc Lộc Thọ 9200 Bosa Avenue phòng dash 8 ở Westminster điện thoại 714 sáu